Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của Vietjet. Và hôm nay cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chương trình môn toán lớp 4. Và hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách để vẽ hai đường thẳng vuông góc. Rồi, cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng. Chúng mình sẽ có bài toán sau này: vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước. Rồi, các bạn hãy quan sát kỹ đề bài giúp cô này. Đề bài yêu cầu chúng mình cần phải vẽ đường thẳng CD đi qua một điểm, điểm đó là điểm E, và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Đường thẳng cho trước ở đây là đường thẳng AB. Vậy ở trong bài toán này thì chúng mình sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là E nằm trên đường thẳng AB, là đường thẳng cho trước. Đây. Đó. Trường hợp đầu tiên E nằm trên đường thẳng AB. Có trường hợp thứ hai là điểm E này thì nằm ngoài đường thẳng AB như sau. Đó, điểm E nằm ngoài đường thẳng AB. Như vậy thì để vẽ được một đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB thì chúng ta cần phải thực hiện theo các bước nào? Thì các bạn hãy nhìn kỹ và quan sát giúp cô này. Để vẽ được một đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước, đương nhiên chúng ta cần phải sử dụng đến người bạn đồng hành, đó là chiếc eke rồi. Cô mời các bạn cùng quan sát này. Bước đầu tiên, các con hãy đặt giúp cô chiếc eke. Một cạnh của chiếc eke thì trùng với đường thẳng AB. Đây, nó trùng luôn với đường thẳng AB. Bước thứ hai thì chúng ta chuyển dịch chiếc eke. Làm sao để cho cạnh góc vuông thứ hai của chiếc eke gặp được điểm E thì khi đó chúng mình dừng lại. Tiếp theo, vẽ giúp cô một đường thẳng đi qua điểm E theo cái cạnh thứ hai của chiếc eke này như sau. Thì đó sẽ là gì nhỉ? Thì đó chính là đường thẳng CD mà đề bài yêu cầu chúng mình cần vẽ. Như vậy qua hai bước và với chiếc thước eke, chúng mình đã vẽ được đường thẳng CD vuông góc với AB. Đây, tại điểm E. Rồi chúng mình đến với trường hợp thứ hai. Khi mà E nằm ngoài đường thẳng AB thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Thì cô cũng sẽ đặt chiếc eke. Một cạnh của chiếc eke thì trùng với đường thẳng AB. Sau đó chúng mình chuyển dịch chiếc eke. Làm sao để cho cạnh thứ hai của chiếc eke gặp điểm E thì ta dừng lại. Đó. Sau đó chúng mình vạch giúp cô một đường thẳng đi qua điểm E theo cái cạnh thứ hai của chiếc eke này thì ta sẽ được đường thẳng, đó là đường thẳng CD. Nó sẽ vuông góc với AB tại điểm E như thế này. Đó, như vậy là chúng mình đã vẽ được đường thẳng CD ở trong hai trường hợp: E ở trên đường thẳng AB và E ở ngoài đường thẳng AB rồi. Cô sẽ nhắc lại để chúng mình có thể nhớ hơn về hai bước để vẽ như sau. Bước đầu tiên, chúng mình đặt giúp cô cạnh góc vuông của chiếc eke trùng với đường thẳng AB. Bước thứ hai là ta chuyển dịch eke trượt theo đường thẳng AB. Đó, trượt theo đường thẳng AB. Sao cho cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm E. Và sau đó chúng mình vạch giúp cô một đường thẳng theo cạnh đó. Đây, vạch một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai thì ta sẽ được đường thẳng CD vuông góc với AB tại điểm E cho trước. Rồi, bây giờ chúng mình cùng biết thêm một kiến thức nữa với cô ở trong bài học vẽ đường thẳng vuông góc này như sau. Chúng mình đến với bài toán thứ hai này. Chúng mình sẽ làm quen với đường cao của hình tam giác như sau. Ta có tam giác A, B, C. Rồi, bây giờ ta sẽ qua điểm A này, chúng mình sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với B, C. Đây, qua đỉnh A của hình tam giác A, B, C, vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh B, C. Cắt cạnh B, C tại điểm H. Đây, cô sẽ vẽ như sau này. Đó, qua đỉnh E của tam giác, cô hạ một đường thẳng vuông góc với BC và nó sẽ cắt BC tại điểm H, và mình sẽ có tên gọi cho AH là gì, các con có biết không ạ? À, nó sẽ mang tên là đường cao của tam giác ABC. Cô nhắc lại này. Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC. Đó. Đường mà vuông góc với cạnh này, cạnh BC này,
nó sẽ là đường cao, nó mang tên là AH. Rồi, để chúng mình có thể nắm rõ hơn về cách vẽ hai đường thẳng vuông góc và về đường cao của một tam giác thì bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đi làm một số bài tập. Cô trò mình cùng vào bài tập đầu tiên. Bài 1, vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau. À, ở đây thì chúng mình thấy có 3 trường hợp. Đó, bây giờ cô trò mình hãy cùng nhau đi vẽ đường thẳng AB này, đi qua điểm E, đây các điểm E, và vuông góc với đường thẳng CD ở trong từng trường hợp. Trường hợp đầu tiên chúng mình có này, đường CD và điểm E nằm trên đường CD như thế này. Rồi, cô sẽ đặt cạnh một cạnh góc vuông của chiếc eke trùng với đường thẳng CD. Đó, rồi cô dịch chuyển đúng đến đây, đính đến điểm E này. Đây, cô sẽ đứng sang bên này để các bạn dễ quan sát này. Đó, cạnh góc vuông đầu tiên là trùng với CD. Rồi, cô đã thấy cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm E rồi. Bây giờ cô sẽ vẽ đường thẳng này, vạch một đường thẳng đi qua điểm E này. Đó, này, cô kéo dài cạnh đó, kéo dài đường thẳng đó ra này. Rồi, như vậy thì cô đã vẽ được một đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với CD. Và đường thẳng này mang tên là AB. Rồi, như vậy cô cho mình đã hoàn thành xong trường hợp đầu tiên. Đến với trường hợp thứ hai, cũng là đường thẳng CD, điểm E cũng nằm trên đường thẳng CD như thế này. Đây, đầu tiên này, cô sẽ đặt một cạnh góc vuông của chiếc eke trùng với đường CD. Đó, sau đó thì cô sẽ di chuyển, chuyển dịch chiếc eke này để cho cạnh góc vuông thứ hai gặp với điểm E này, gặp E này, đó thì cô dừng lại. Sau đó cô cũng vạch một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai này. Rồi cô sẽ kéo dài cạnh này, kéo dài đường thẳng này ra. Đó, như vậy là chúng ta đã vẽ được đường thẳng vuông góc với CD ở trong trường hợp thứ hai và nó có tên là AB. Rồi, đến với trường hợp thứ ba này. Vẫn tương tự, hãy đặt giúp cô một cạnh góc vuông của chiếc eke trùng với đường thẳng CD. Sau đó chúng mình dịch chuyển chiếc eke đến khi mà cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm E như thế này thì dừng lại và vạch một đường thẳng, kéo dài đường thẳng đó ra này. Như vậy là cô trò mình đã được đường thẳng vuông góc với CD và nó mang tên là AB này. Rồi, các bạn đã rõ chưa ạ? Rồi, như vậy là trong bài tập số 1 này với 3 trường hợp, cô trò mình đã dùng người bạn đồng hành là chiếc eke này để vẽ được các đường thẳng, vẽ được các đường thẳng AB vuông góc với CD cho trước theo đề bài yêu cầu rồi. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp qua bài tập số 2. Mình cùng đến với bài tập số 2 ạ. Bài 2, hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong trường hợp sau. Rồi, ở đây chúng mình cũng có 3 trường hợp A, B và C. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau đến với từng trường hợp này. À, các bạn nhớ lại giúp cô xem đường cao AH là như thế nào nhỉ? Chúng mình vừa mới học rồi. Để vẽ được đường cao AH thì chúng mình cần phải vẽ một đường thẳng đi qua đỉnh A của tam giác và vuông góc với cạnh BC, đúng không ạ? Rồi, thì tương tự như cách mà vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước thì bây giờ chúng mình cũng áp dụng cách vẽ đó để vẽ được đường cao AH cho hình tam giác ABC. Rồi, đến trường hợp đầu tiên này, các bạn cùng quan sát giúp cô. Hình tam giác ABC này, cô sẽ đặt chiếc eke. Này, cô sẽ đặt một cạnh góc vuông của chiếc eke, cạnh góc vuông của chiếc eke này trùng với một trùng với cạnh BC của tam giác ABC trước này. Sau đó thì cô sẽ dịch chuyển chiếc eke này làm sao để cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm A. Đó, dịch chuyển này. Rồi, gặp điểm A rồi thì cô sẽ dừng lại và cô sẽ vạch đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai này như thế này. Đó, cắt đi qua điểm A và đây sẽ là đường cao AH của tam giác ABC.
Rất dễ đúng không các con? Rồi, chúng mình đến với trường hợp thứ hai. Tam giác ABC. Chúng mình vẫn sẽ vẽ một đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với BC tại điểm H. Rồi, cô sẽ đặt một cạnh góc vuông của chiếc eke này trùng với cạnh BC này. Đây, cạnh góc vuông này trùng với BC trước này. Đó, cô thấy trùng rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô là cần phải di chuyển chiếc eke để cho cạnh góc vuông thứ hai đi qua điểm A hay là gặp điểm A này. Đó, di chuyển. Rồi, cô thấy nó gặp điểm A rồi. Cô dừng lại và vẽ đường thẳng theo cái cạnh góc vuông thứ hai của chiếc eke. Như vậy cô đã được đường cao AH rồi, vuông góc với cạnh BC của tam giác rồi. Đến với trường hợp thứ ba này. Tam giác ABC này. Rồi, các bạn hãy cùng quan sát với cô này. Đây là điểm A và đây là cạnh BC. Bây giờ cô trò mình hãy đặt giúp cô một cạnh góc vuông của chiếc eke này trùng với BC. Đây, cô sẽ đặt cạnh góc vuông dài này. Đó, trùng với BC chưa ạ? Rồi, cô sẽ di chuyển chiếc eke để sau đó cạnh góc vuông thứ hai của eke gặp điểm A. Đó, rồi. Và từ cạnh góc vuông thứ hai này cô sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với BC. Và đây là đường cao AH của tam giác gì nhỉ? ABC. Như vậy là cô trò mình đã vừa vẽ xong đường cao AH của cho tam giác ABC ở trong 3 trường hợp. Và các bạn có thấy khó khăn không ạ? À, đối với trường hợp đầu tiên thì chúng mình thấy là vẽ dễ dàng hơn. Và trường hợp thứ hai, trường hợp B và trường hợp C thì các con cần phải chú ý này. Phải tìm đúng cạnh BC và điểm A xem chúng nằm ở đâu để chúng mình có thể xoay chuyển chiếc eke đúng theo các bước. Sau đó chúng mình sẽ vẽ được đường cao AH đúng theo yêu cầu của đề bài như thế này. Rồi, bây giờ chúng mình chuyển qua bài tập số 3. Cô cho mình cùng vào bài tập số 3 như sau. Bài 3, cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB. Đây, hình chữ nhật ABCD, điểm E nằm trên cạnh AB này. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC. Cạnh DC tại điểm G, ta được hình tứ giác. Các hình tứ giác đều là hình chữ nhật. Nêu tên các hình chữ nhật đó. Rồi, bây giờ cô trò mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu từng dữ kiện của đề bài này. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E. Đây là điểm E này. Đề bài yêu cầu chúng mình là vẽ một đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC. Đây, cạnh DC. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là vẽ một đường thẳng đi qua E và vuông góc với DC như thế này và cắt cạnh DC tại điểm G. Rồi, bây giờ trước tiên cô trò mình hãy đi vẽ đường thẳng mà đề bài yêu cầu trước. Rồi, lại dùng đến người bạn là chiếc eke. Chúng mình đặt giúp cô này một cạnh góc vuông của chiếc eke trùng với CD, DC này. Sau đó mình di chuyển, dịch chuyển chiếc eke sao cho cạnh thứ hai gặp điểm E. Đó, đây cô di chuyển thì nó đã gặp điểm E rồi. Và từ cạnh thứ góc vuông thứ hai này cô sẽ vẽ được đường thẳng vuông góc với DC này. Rồi, như vậy là cô đã vẽ được đường thẳng vuông góc với DC. Và nó sẽ cắt DC tại điểm G. Đây, G. Rồi, như vậy là chúng mình đã vẽ được đường thẳng theo đề bài yêu cầu rồi. Nhiệm vụ tiếp theo, ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật. Nêu tên các hình chữ nhật đó. Rồi, bây giờ các bạn hãy quan sát giúp cô xem mình sẽ có bao nhiêu hình tứ giác hay là bao nhiêu hình chữ nhật này. À, chúng mình quan sát thấy chúng ta sẽ có các hình chữ nhật từ trong hình này như sau. Hình chữ nhật đầu tiên, đây. A, E, G, D, đúng không ạ? Đây, nó đây. Đó. Hình chữ nhật thứ hai là hình nào các bạn nhỉ? E, B, C, G. Đây. Đó, cô sẽ ký hiệu như thế này để các bạn dễ quan sát. Rồi, chúng mình nhìn thấy chưa ạ? Đó, mình đã có hai hình chữ nhật rồi. Và còn hình nào nữa không các bạn nhỉ? À, cuối cùng mình sẽ có hình chữ nhật to bao gồm hai hình chữ nhật vừa rồi là hình chữ nhật A, B, C và D.
Rồi bây giờ cô trò mình hãy cùng nhau nêu tên các hình chữ nhật đó này. Mình sẽ có là các hình chữ nhật là hai chấm, cùng đọc tên lại giúp cô này. A E G D. Đầu tiên là A E G D. Hình chữ nhật tiếp theo nhỏ hơn là E B C G. E B C G. Và cuối cùng mình sẽ có hình chữ nhật lớn là A B C D. Rồi, như vậy là cô trò mình đã vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Và bài tập số 3 này cũng chính là bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay rồi. Và qua bài học ngày hôm nay thì các bạn đã biết được cách vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau này, biết về đường cao của một tam giác rồi. Về nhà các con hãy ôn luyện lại giúp cô các kiến thức của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.